Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Watch Đống. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Chúng ta sẽ xem xét xem là nền kinh tế Mỹ sáng sủa hay đang lờ mờ. Thưa quý vị, hôm 27 tháng 2, Hiệp hội các nhà kinh tế gia của Mỹ đã đưa ra một cái nhìn lạc quan đối với cái nền kinh tế Mỹ dựa vào ba yếu tố. Thứ nhất là cái tình trạng thất nghiệp chỉ còn 8.3% và có thể kéo dài trong năm nay như vậy. Rồi năm nay thì có thể phải xây dựng thêm 700.000 căn nhà và cái đầu tư đã tăng được 8.1%. Nên tiên đoán rằng nền kinh tế của Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2.4% trong năm 2012. Và như vậy thì thực tế những cái điều này người ta nghĩ như thế nào? Thứ nhất, vấn đề tăng trưởng thì người ta nói rằng nếu thất nghiệp có thể giảm khi nào tăng trưởng kinh tế từ 3% trở lên. Nhưng bây giờ còn ở dưới thì không lý do gì mà nó giảm được cái số thất nghiệp. Ngoại trừ cái trường hợp chúng ta đang thấy xảy ra hiện nay là số người mà giả từ cái thị trường lao động ấy, ngày càng nhiều. Tức là họ không tìm được việc, họ không thể nào tìm được nữa cho nên họ từ bỏ. Vì thế đã loại cái số người ra khỏi cái tỷ lệ thất nghiệp. Rồi cái thứ hai nữa là những người mà đang đi làm toàn thời gian 40 giờ nhưng vẫn bị cắt xuống còn 30 giờ chẳng hạn. Như vậy chẳng khác nào là những người đi làm bán thời gian. Cho nên nếu quy lại thì chưa chắc cái con số 8.3 đã là chính xác. Nói đến việc mua nhà thì hiện nay rõ ràng có rất nhiều nhà đã thặng dư bị nhà băng tịch thu và đem bán mà bán vẫn chưa được. Như vậy tức là số nhà thặng dư, nhưng tại sao phải người ta lại mua được nhà mới? Lý do là cái giá nó hạ. Người ta nghĩ rằng trong cái thời gian giá hạ này mua để mà đầu tư. Cái thứ hai là do cái lãi suất quá thấp cho nên người ta thấy cái lợi đó nhào vào mua. Chứ không chắc đó là những cái vấn đề mà giải quyết được. Thứ hai, chúng ta xem xét rằng những cái xuất cảng thì vừa rồi, hồi tháng 12 năm rồi thì Hiệp hội này đã tiên đoán rằng xuất cảng của Mỹ sẽ tăng đi là 6.1%. Nhưng mà trong cái phần công bố ngày hôm nay họ nói có lẽ chỉ còn có 4.5%. Thưa quý vị, tại sao vậy? Tại vì Tổng thống Obama đã nói rằng sẽ xuất cảng tăng, cố gắng tăng xuất cảng. Nhưng mà thực tế là các cái nước trên thế giới mình có nhập cảng của Mỹ thì máy móc chẳng hạn, họ cũng đã bị suy thoái cho nên họ ngưng sản xuất nhiều. Do đó cũng không thể có trường hợp đó được. Cũng như nói về nhập cảng thì Tổng thống Obama nói rằng nhập cảng sẽ giảm. Nhưng mà thưa quý vị, nó giảm vì lý do gì? Nó giảm vì lý do, thí dụ dầu hỏa. Bây giờ nền kinh tế đang trì trệ cho nên người ta, các nhà máy ít chạy. Và kể cả người công dân đi chơi họ cũng giảm bớt. Cho nên cái số dầu nhập cảng thấp hơn không phải vì lý do là cái nền kinh tế phát triển, mà chính cái nền kinh tế trì trệ làm cho cái giá dầu, cái số nhập cảng dầu nó xuống đi. Thưa quý vị, như thế. Nhưng mà tất cả những sự tiên đoán đó, nhiều nhà kinh tế họ cho rằng không có chắc chắn lắm. Và chính những người tiêu thụ là những người sẽ chịu gánh nặng nhiều nhất. Vì lý do gì? Vì lý do là cái giá xăng tăng hơn gấp đôi sau tháng 1 năm 2009. Và hơn nữa là số thực phẩm, giá cả thực phẩm càng ngày càng tăng bùng bùng. Người ta chưa biết đến lúc nào nó đứng lại. Và chưa có cái lý do gì để nói cái giá thực phẩm, giá hàng tiêu dùng nó giảm. Cho nên người ta nhìn cái nền kinh tế không phải là quá lạc quan, mà có thể là cũng đang ở trong cái tình trạng mù mờ. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe. Và sau cùng là bản tin cập nhật về sinh hoạt ngày 5 và 6 tháng 3 với Võ Thành Nhân. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Kính thưa quý vị, tiếp theo là chương trình của chúng tôi nhằm cập nhật hóa một số tin tức có liên quan đến hai cái ngày mà chúng ta ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, là ngày 5 và ngày 6 tháng 3 sắp đến. Trước nhất thì chúng tôi xin được thông báo rằng là tất cả quý đồng hương, khi mà quý đồng hương được thư mời của SBTN
để mà đến với lại thủ đô Hoa Thành Đốn và có được phòng ngủ thì phải liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại 301-257-8496 để mà khi đến thì chúng tôi sẽ dàn xếp chỗ ngủ cho quý vị. Chúng tôi được biết rằng là có một số quý vị sẽ đến vào ngày 4, ngày 5, có một số quý vị sẽ về vào ngày 6 hoặc là ngày 7. Do đó nên chúng tôi cần phải biết trước như vậy để mà giữ cái phòng và giữ những cái đêm mà có chúng ta có trùng những cái ngày mà ở lại Hoa Thành Đốn cho những người ở chung phòng với nhau. Và chúng tôi được biết rằng ban tổ chức sẽ sắp xếp tìm đủ mọi cách để mà đưa quý đồng hương có được cái thư mời để mà đi đến Tòa Bạch Ốc cũng giống như là đi đến Quốc hội Hoa Kỳ vào 2056 có được cái nơi mà để chúng ta nghỉ ngơi lại sau khi chúng ta có công tác. Cái số phone của chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa là 301-257-8496. Trường hợp quý vị đi tự túc về tất cả những cái phương tiện di chuyển thì chúng tôi xin lặp lại là nếu mà chúng ta đến cái phi trường National Airport, có nghĩa là phi trường Reagan, chữ viết tắt của trong cái phi trường này trong cái giấy mà lộ trình của chúng ta mua máy bay thì nó để là DCA, có nghĩa là DC Airport đó quý vị. Và quý vị có thể lấy xe điện để mà đi về được cái trạm Roslyn rất là dễ dàng và chỉ tốn khoảng chừng 20 phút là chúng ta có thể tới được trạm Roslyn. Khi đến được cái trạm xe điện Roslyn, khi mà quý vị đi lên á, thì quý vị có thể dùng cái cell phone của mình hoặc là dùng điện thoại công cộng để gọi cho cái số sau đây. Số 703-528-2222, có nghĩa là 703-528 rồi 4 con số 2 phía sau đó, để mà gọi xin một chiếc shuttle, có nghĩa là một chiếc xe van họ ra họ chở chúng ta để mà đưa chúng ta về khách sạn. Vì lý do là chúng ta có hành lý, do đó nên chúng ta có thể dùng cái chiếc xe van này. Nhưng mà sự thực trên thực tế thì chỉ có 2 block đường từ ở nơi khách sạn về đến cái trạm xe điện mà thôi. Nhưng mà để mà chúng tạo sự dễ dàng thì quý vị có thể giữ cái số phone này khi mà di chuyển. Số điện thoại là 703-528-2222. Quý vị có thể gọi để mà xin được cái xe để mà nó chở chúng ta từ cái trạm xe điện của Roslyn về được cái hotel của chúng ta. Và kế tiếp nữa thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận rằng là nếu tất cả những quý vị nào mà đi máy bay về phi trường Dallas Airport, chữ cái phi trường này nó viết tắt là chữ IAD, thì khi chúng ta đến phi trường này á, là chúng ta có hai cách để chúng ta về khách sạn. Thứ nhất là chúng ta đón xe bus để mà đi từ ở ngay chỗ phi trường Dallas Airport, chúng ta hỏi cái nơi mà có information, nó có một chiếc xe shuttle bus, nó chạy thẳng từ phi trường Dallas Airport về cái trạm xe điện đầu tiên ở cái đường dây xe điện màu cam. Thì nơi đó quý vị có thể lấy cái xe điện màu cam đường Orange nó đi thẳng về Roslyn cũng lên cái trạm Roslyn. Hoặc là quý vị có thể đi bằng taxi, thì chúng tôi nghĩ taxi nó tốn khoảng chừng 25-30 đồng theo chúng tôi được biết. Đó là cái giá mà trong cái giờ thường. Thì chúng ta có thể đến hẳn được cái địa chỉ mà của cái khách sạn chúng ta sẽ là nơi để mà hầu hết quý vị về để mà ở đó. Là địa chỉ nó là 1533 Clarendon Boulevard. Thành phố của nó là Arlington, Virginia 22209. Chúng tôi có trên màn hình đó là cái địa chỉ mà quý vị phải xin taxi, nói cho tài xế taxi biết là chúng ta sẽ đến để mà chúng ta ngủ lại ở cái khách sạn đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin lưu ý là tất cả những đồng hương mà khi mà chúng ta về để mà chúng ta đi cái ngày 5 Tây và ngày 6 Tây đó, thì cái ngày 5 Tây vào lúc 6 giờ chiều ở tại cái phòng họp ở ngay trong bên trong khách sạn của Marriott Quốc gia, chúng ta sẽ có một cái buổi họp với lại các trưởng phái đoàn để mà hiểu biết được những cái phần vụ của mình và chia những cái công tác cụ thể để mà chúng ta có thể phối hợp làm việc trong vòng 2 ngày sắp tới, đó là ngày 5 và ngày 6. Do đó nên chiều ngày Chủ nhật 4 tháng 3 chúng ta sẽ có buổi họp vào lúc 6 giờ chiều ở tại phòng họp của Marriott Quốc gia. Ngoài ra thì vào ngày thứ hai sau khi mà chúng ta đi công tác ở Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ về thì chúng ta sẽ có một cái buổi họp báo vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Thần Tài ở Seven Corner. Nhà hàng Thần Tài, chúng tôi ghi nhận rằng đây là nơi mà chúng ta sẽ có buổi họp báo và sau đó chúng ta sẽ có một cái buổi ăn cơm tối chung với nhau. Mỗi phần cơm như vậy nó khoảng 18 đô la, 18 Mỹ Kim. Quý vị nào muốn đặt thẻ cơm trước hoặc là tới đó đặt thẻ cơm cũng được. Và chúng tôi được biết cái giá là 18 Mỹ Kim cho một đầu người. Riêng những người nào mà có thẻ mời hay là có thiệp mời thì cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ tìm cách để mà kiếm thẻ cơm để mà chúng ta có thể ăn cơm chung với nhau ngày hôm đó. Cái buổi cơm ngày hôm đó rất là quan trọng, là chúng ta ăn cơm chung với nhau để chúng ta tổng kết những thành quả mà chúng ta đạt được ở Tòa Bạch Ốc. Và sau đó là chúng ta có một cái cuộc họp báo với lại báo chí. Và sau đó là chúng ta sẽ hiểu được những cái công tác mà chúng ta sẽ bố trí như thế nào để mà chúng ta viếng được cái nơi mà chúng ta muốn đến là nơi lập pháp Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 3. Thì chúng ta sẽ có một cái công tác thật là cụ thể. Ngoài ra thì trong cái vai trò của chúng tôi thì chúng tôi có thêm một cái sứ mệnh nữa là
chúng tôi sẽ tìm cách giúp những quý đồng hương nào mà có tuổi cao, cao tuổi mà khó khăn về vấn đề đi lại. Chúng tôi sẽ kiếm một số những anh chị em thiện nguyện ở trong vùng để mà giúp cho quý đồng hương khi mà về thủ đô Hoa Thành Đốn sẽ có được phương tiện di chuyển. Do đó nên quý ông bà cụ lớn tuổi mà nghĩ rằng cần cái sự giúp đỡ của SBTNDC cũng giống như những người đồng hương của cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, xin cho chúng tôi biết, cũng gọi điện thoại qua cái số điện thoại 301-257-8496 để mà chúng tôi có thể giúp được những ông cụ bà cụ lớn tuổi mà tham gia trong cái công tác đặc biệt này. Ngoài ra thì đây là cũng là chương trình truyền hình để mà kêu gọi những thiện nguyện viên ở vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, những anh chị mà có khả năng giúp được đồng hương chúng ta, rước đồng hương chúng ta ở các phi trường về, hoặc là giúp cho đồng hương chúng ta hiểu được cái cách sử dụng đường xe điện như thế nào ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn và hướng dẫn những đồng hương của chúng ta, thì quý anh chị có thể ghi danh với chúng tôi bằng cách là gọi điện thoại qua chúng tôi 301-257-8496. Hoặc là quý vị có thể gửi cho email chúng tôi là ở võthanhnhan@aoi.com để mà ghi danh để mà chúng ta thiện nguyện giúp cho đồng hương của chúng ta vào ngày 4, ngày 5 và ngày 6. Đặc biệt buổi sáng sớm ngày 7 đây cũng rất cần cái sự giúp đỡ của quý anh chị. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ có những tin cập nhật từ đây cho tới cuối tuần. Những tin tức mới nhất về vấn đề mà chúng ta có một cái sinh hoạt rất là đặc biệt vào ngày 5, ngày 6 sắp tới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thành Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.